Người khác xuyên qua chơi trò chơi ba chiều đại sát tứ phương, mà ta lại ngay cả một con gà con ngủ sắc sặc sỡ cũng đánh không lại, quên đi, không đánh con gà kia nữa, mạo hiểm đi. Đinh, Lưu Bị đạt được thần chi nhãn, cũng là vị trí thứ nhất đạt được thiên phú, đặc biệt vinh quang thông cáo. Chương 1 Ta xuyên Việt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 màu sắc sặc sỡ gà con. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thần trước khi bí mật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Vô địch thế giới thụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Vĩnh xương Thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nắm tay nhỏ nền ngực ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mai Phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Trời ban chi quái bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Thời gian nghịch lý, tà của tương lai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Nhiều người phó bản. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.